10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng Tê giác Java một sừng Loài vừa được tuyên bố là tuyệt chủng ở Việt Nam là một trong 10 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Theo WWF, tê giác Java ở vườn quốc gia Cát Tiên được phát hiện đã chết với vết đạn bị bắn vào chân và cái sừng biến mất vào tháng 4 năm ngoái. Loài tê giác một sừng sapa tuyệt chủng ở Việt Nam, hiện loài này vẫn còn một số cá thể và đang được bảo tồn ở Indonesia. Chim gõ kiến mỏ ngà Loài này thì sống ở Nam Mỹ, chúng có thể đã tuyệt chủng do mất môi trường sống. Báo Amur báo Amur sống trong những khu rừng tuyết ở vùng viễn Đông Nga. Các nhà khoa học cho rằng chúng hiện chỉ còn 40 con do nạn săn trộm và khai thác gỗ. Con vượn tre Còn khoảng 100 con vườn tre lớn sinh sống ở Madagascar. Chúng đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt của con người và mất đi môi trường sống. Chỉ còn khoảng 350 con cá voi lưng thẳng ở biển Atlantic Khỉ đột núi còn khoảng 700 con vẫn còn sống ở phía đông Trung Phi. Loài này đang trên bờ tuyệt chủng do chính sách bất ổn của chính phủ nước này. Rùa lít Số lượng loài rùa lớn nhất thế giới này đang suy giảm ở mức báo động. Nguyên nhân là do con người lấy trứng của chúng đẻ trên bờ biển. Con tổ của chúng thì bị mất do bờ biển bị xói mòn. Hổ Siberia Hổ Siberia, loài này sống ở vùng băng tuyết nước Nga, số lượng của nó chỉ còn khoảng 40 con vào thập kỷ 1930 do bị săn bắn. Sau đó thì số lượng của loài tăng lên 500 con, nhưng chúng vẫn đang bị đe dọa bởi nạn săn bắn của con người. Kỳ dông khổng lồ ở Trung Quốc Chúng dài tới 1m8, đang dần tuyệt chủng do môi trường sống bị ô nhiễm nặng. Hải cẩu Hawaii. Hải cẩu Hawaii còn ít hơn 1.000 con. Các nhà khoa học chưa giải thích vì sao số lượng của chúng lại suy giảm như vậy. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.